chỉ còn trơ trọi chiếc ghe chìm. Cuộc hỗn chiến kinh hoàng vừa xảy ra trên biển không để lại nhiều vết tích giữa sóng nước mênh mông. Không chỉ hứng chịu những bất trắc hiểm nguy đe dọa từ sóng to gió cả, bão tố, nay nội bộ ngư dân lại có những rủi ro từ những hành động thiếu kiềm chế của chính những người đi biển với nhau. Những hình ảnh đáng sợ này được các thuyền viên trên các tàu cá đang đánh bắt gần đó ghi lại bằng điện thoại cầm tay. Vụ việc lại một lần nữa báo động tình trạng tranh chấp ngư trường giữa các ngư dân gây mất an toàn trên biển. Biển nổi sóng gió ngay trong những ngày trời êm biển lặng. Niềm vui từ mỗi chuyến biển đi về bình yên, thu hoạch nhiều cá tôm của bà con ngư dân cũng là niềm vui của các chiến sĩ biên phòng. Các anh vui bởi sự góp sức của mình vào sự phát triển chung của quê hương đất nước. Những người lính thuộc lực lượng bộ đội biên phòng Bình Thuận luôn xác định bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, cụ thể là vùng biên giới biển, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình. Từ đó có những biện pháp tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp, hỗ trợ cho ngư dân an tâm sản xuất. Lúc đó thì 15 giờ đoàn của chúng tôi đã phát hiện ra cái chiếc thuyền mang bản số Bình Thuận 96634 đã cào vào nhà ngóc của tôi. Là tôi mới liền chạy tới bảo rằng là đã vào nơi ngay chỗ tôi thả ốc rồi. Ông tài công của ghe 96634 liền thả lái chạy lên và chửi tôi và bảo rằng là phải cào hết người của tụi bay. Đó là không có biết, tại vì tụi bay sau đang nấu cơm. Còn trước thì tài công với lại bạn ở trước đâu biết đâu. Thì bạn trước làm gì thì thấy hai chiếc cặp vô hai bên đây thì nhìn là thấy nó quăng đồ qua rồi. Quăng lúc đó là chỉ là né thôi chứ không biết đường nào đó. Là bốn chiếc luôn mà. Dạ, nhiều nó bạc dây qua nó quăng tùm lum. Thì nói chung nó quăng tùm lum hết, chì, cổ, chai, đồ tùm lum, không biết cái gì hết. Thì lúc thì thấy nó đau đau thì rồi lên là thấy máu. Qua điều tra cho thấy, từ việc tranh chấp ngư trường khai thác hải sản, các thuyền viên thiếu kiềm chế đã điều khiển phương tiện đâm chìm ghe tàu lẫn nhau, thậm chí sử dụng cả hung khí để giải quyết tranh chấp. Việc này hiếm khi xảy ra trên vùng biển Bình Thuận vào những năm trước đây. Theo các lão ngư, những năm trước đây thỉnh thoảng cũng xảy ra những trường hợp xô xát với nhau để tranh giành chỗ đánh bắt cá. Nhưng chưa khi nào đến mức dùng ghe tàu đâm vào nhau, phá hại ngư lưới cụ, tài sản, hoặc là có những hành vi gây nguy hiểm chết người như các vụ xảy ra trên biển trong thời gian gần đây. Nguyên nhân nào đã đẩy các vụ tranh chấp của ngư dân ngày càng nhiều và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc ngày càng gay gắt và manh động? Khá nhiều ý kiến cho rằng các vụ tranh chấp trên biển như thời gian qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trước tiên là do ngư trường ngày càng cạn kiệt, buộc các tàu cá phải tranh giành vị trí khai thác. Và một yếu tố không kém phần quan trọng là do lao động biển không còn giữ được nếp ứng xử văn hóa truyền thống giữa các bạn chài. Thực tế có đúng theo như nhận định ở trên, và làm gì để giữ gìn an ninh an toàn trật tự trên biển để mọi người cùng mưu sinh? Là một trong ba ngư trường lớn nhất Việt Nam, vùng biển Bình Thuận hội tụ nhiều yếu tố tự nhiên thuận lợi, thu hút nhiều loại cá, tôm, mực, điệp, sò với mật độ cao đến cư trú và sinh sản. Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm của tỉnh lên đến 150.000 tấn. Tuy nhiên, các hoạt động khai thác, đánh bắt trái phép hải sản thời gian qua đã làm Bình Thuận đứng trước nguy cơ suy giảm các nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường.
Trong khi tàu cá toàn tỉnh tăng nhanh về số lượng, nhưng ngư trường khai thác hầu như chưa được mở rộng. Vì vậy dẫn đến tình trạng mật độ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển quá cao. Tình trạng tranh chấp ngư trường khai thác giữa các nhóm nghề và giữa các tàu thuyền các địa phương diễn ra khá phổ biến, đặc biệt ở một số ngư trường trọng điểm và vùng nước ven bờ. Hiện nay và cái an ninh trật tự ở trên biển hiện nay nổi lên là khá phức tạp. Thứ nhất là về cái nạn là sử dụng thuốc nổ để mà phá hoại ngư trường đánh bắt hải sản. Thứ hai nữa là về cái tranh chấp ngư trường, trong đó là có nổi lên về cái giã cào bay sai tuyến. Đó. Từ cái tình hình đó thì giữa cái hủy diệt đánh bắt, hủy diệt cái môi trường và làm cạn kiệt cái nguồn tài nguyên hải sản ở trên biển. Đó là cái nhất. Còn cái thứ hai nữa, cái cào giã cào đôi á, giã cào là sai tuyến thì ông cào là và cái ông cào cái không sai tuyến, cho nên là ảnh hưởng tới cái đời sống nhân dân là cái người hành nghề là ở bờ đó. Từ tình hình đó thì nó xảy ra cái mâu thuẫn tranh chấp ngư trường, cho nên là gây gần như là gây mất an ninh trật tự trên biển. Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây, tình trạng ngư dân đánh bắt hải sản bằng giã cào bay, sử dụng chất nổ, điện để khai thác thủy sản tại vùng biển Bình Thuận có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Những hành vi này không những hủy diệt nguồn lợi thủy sản mà còn gây thiệt hại về ngư lưới cụ của ngư dân có tàu công suất nhỏ hoạt động ven bờ, đặc biệt là hủy hoại nghiêm trọng ngư trường của tỉnh Bình Thuận. Việc đánh bắt các loại thủy hải sản không còn dễ dàng như trước, vì thế cuộc sống của hàng ngàn ngư dân trở nên khó khăn hơn. Bà con ngư dân nghề bờ không những mất nguồn thu nhập mà còn bị đe dọa đến tính mạng trong những lần cố gắng ngăn cản hành vi đánh bắt giã cào. Các thuyền giã cào bay thường hoạt động vào đêm tối, lúc sóng to gió lớn, để tàu tuần tra của các lực lượng biên phòng kiểm ngư khó phát hiện, hoặc lợi dụng lúc vắng lực lượng kiểm tra. Và khi cào mất lưới của ngư dân thì tìm đủ mọi cách trốn tránh, tẩu thoát và chống trả quyết liệt, kể cả chống đối lực lượng kiểm tra. Động như mình bị bể, mình thiệt hại rồi mà còn giờ không biết có số ghê đó cũng được. Mình ở nhà có mười mấy ngày nay bạn bè rồi dầu đá ghê luôn rồi, giờ kéo ghê làm nước ở trong miệng bên này xuống nước nè. Dạ có chứ, đi học bằng lái rồi có quyến chỉ quyết hết, cho mà điều biển giá mà chỗ nào có thì mình tập trung tới mình làm thôi à. Chứ còn mà chỗ không có mà quá cái chế độ mà của nhà nước đưa ra thì chỗ đó không có đồ, không có đủ cái chi phí của mình, sao mình đi ra đó làm được. Chỗ nghe trong bọn có thì tập trung lại làm kiếm tổn rồi nuôi đời sống cho mấy người lao động trên game thôi. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ đội phòng á thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ tham mưu địa phương là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thêm đối với, đặc biệt đối với các cái phương tiện mà hành nghề đánh bắt là dài ngày trên biển. Trong quá trình hành nghề ấy, thì chúng tôi cũng tuyên truyền các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là chúng ta là không có nên là gây tranh chấp cái ngư trường ở trên biển thì dẫn đến cái hoạt động là gây mất an ninh trật tự trên biển. Thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngay tại cái cửa sông và cái bến neo đậu tàu thuyền để nhắc nhở bà con trong quá trình hành nghề thì phải trước hết là phải chấp hành tốt cái quy định của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật, rồi cái quy chế khu vực biển để làm sao đảm bảo trong quá trình hành nghề thì phương tiện phải đảm bảo đủ cái thủ tục, rồi đảm bảo được cái yếu tố an toàn trong quá trình là khai thác hải sản trên biển. Không chỉ dùng giã cào để đánh bắt, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng chất nổ trong quá trình khai thác thủy sản gây tranh chấp và mâu thuẫn nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về cả con người và tài sản. Rất nguy hiểm là tệ trạng gan lì, bất chấp pháp luật đánh thuốc nổ gần khu vực bờ của một số ngư dân. Và đã có không ít người bị thương vong bởi dùng thuốc nổ trên biển. Có những trường hợp vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương. Những cái chết tang thương trên biển vẫn chưa thức tỉnh được những người vì ham lợi nhuận bất chấp sự đe dọa đến tính mạng. Tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ vẫn cứ tiếp diễn.
Cùng với những biện pháp mạnh trong thực thi pháp luật trên biển, các đơn vị biên phòng tập trung tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân ở các xã ven biển chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng chống thiên tai, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân. Các đồn biên phòng còn tổ chức vận động nhân dân, phát hiện, hỗ trợ các lực lượng chuyên trách, đấu tranh với các hoạt động phạm pháp, các đối tượng sử dụng xung điện, chất nổ, phá hoại nguồn lợi thủy sản, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và giải quyết các tranh chấp trên biển nhằm đảm bảo tốt về an ninh để khai thác tiềm năng kinh tế biển của tỉnh. Trong quá trình xử lý những tranh chấp trên biển, để nhận định sự việc qua hiện trường rất khó khăn bởi mặt biển không để lại dấu vết. Thậm chí các phương tiện gây nạn còn nhanh chóng tìm nhiều cách để đối phó với cơ quan chức năng. Vượt qua những khó khăn đó, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã chủ công trong vai trò xử lý giải quyết vụ việc, ổn định tình hình, tạo điều kiện cho bà con ngư dân yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất. Trong giải quyết các tranh chấp đầm và trên biển, quan điểm mấu chốt của Bộ đội Biên phòng là xử lý kiên quyết để làm gương đối với một số vụ cố tình vi phạm, bất chấp quy định, quy chế trong khi đi biển. Đối với những tai nạn va quệt là những rủi ro trong quá trình hành nghề trên biển của ngư dân, khi xử lý, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn cố gắng thực hiện vai trò người làm trung gian hòa giải để hai bên bị nạn và gây nạn thương lượng với nhau về bồi thường thiệt hại, không để xảy ra mâu thuẫn hiềm khích gây xung đột, góp phần giữ sự bình yên ổn định ngư trường cho ngư dân yên tâm làm ăn. Với sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng các loại ngành nghề khai thác thủy sản, cùng với áp lực khai thác trên ngư trường ngày càng tăng như hiện nay, tình trạng đâm va tàu thuyền, tranh chấp ngư trường cũng ngày càng phức tạp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục chủ động tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định, quy chế trong làm ăn đánh bắt trên biển, góp phần hạn chế những tranh chấp đâm va như đã xảy ra. Việc nâng cao vai trò của ngư dân trong các tổ tàu thuyền an toàn, nghiệp đoàn nghề cá được các đơn vị chú trọng, lấy lực lượng này làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt quy định quy chế trong khi đánh bắt trên biển. Không chỉ tăng cường kiểm tra kiểm soát, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương vùng biển hướng dẫn bà con tìm kế sinh nhai bền vững ở các ngành nghề đánh bắt trên biển. Khi cuộc sống ổn định, tự bà con sẽ ý thức hơn trong việc khai thác và gìn giữ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và những vụ xung đột trong hành nghề như đâm va, tranh chấp ngư trường, đầy sự kích động sẽ không còn nữa. Khi lòng người hòa thuận, biết nhường nhịn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong bước đường làm ăn, thì dù trời có nổi cơn phong ba, cũng chẳng làm khó gì được dân chài. Biển êm, theo tình người đi biển.